từ nữ nhà văn đầu tiên đến nữ giáo sư đầu tiên của Trung Quốc. Trần Hành Chiết là một trong nhân vật lỗi lạc trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Bà cũng được coi là nữ nhà văn đầu tiên và là nữ giáo sư đầu tiên trong lịch sử hiện đại Trung Quốc. Hành Chiết sinh năm 1890 tại huyện Vũ Tiến, tỉnh Giang Tô. Cha mẹ khuyến khích bà đi theo truyền thống học giả của gia đình nhưng vì gặp phải một số vấn đề nên bà không thể theo học chính thức tại một ngôi trường. Thời trẻ, bà chịu ảnh hưởng sâu sắc từ người chú từng du học ở nước ngoài. Năm 13 tuổi, bà theo chú đến Quảng Châu để học trường y nhưng không được nhận vì chưa đủ 18 tuổi. Năm 1911, bà đến Thượng Hải và theo học tiếng Anh tại trường nữ sinh yêu nước. Năm 17 tuổi, không chấp nhận với việc cha mẹ đặt đâu qua ngồi đấy, bà đã chuyển sang sống cùng với dì ruột. Dì cũng giúp bà tìm kiếm một công việc để tự lập. Bà đăng ký theo học Đại học Thanh Hoa để có thể được chọn cử ra nước ngoài học tập. Bất chấp sự miễn cưỡng của chính phủ Trung Quốc, năm 1914, bà xuất sắc vượt qua kỳ thi cùng với 10 phụ nữ khác. Bà là thế hệ nữ sinh đại học Trung Quốc đầu tiên được chọn sang Mỹ du học. Tại đây, bà nghiên cứu lịch sử phương Tây và theo học tại Đại học Phụ nữ Vassar, New York, lấy bằng cử nhân văn học năm 1918. Sau đó, bà tiếp tục học tại Đại học Chicago và lấy bằng thạc sĩ văn học Anh năm 1920. Tháng 9 năm 1920, sau khi trở về Trung Quốc, Hành Chiết làm giảng viên dạy môn lịch sử phương Tây. Bà đảm nhiệm các khóa học tiếng Anh tại Đại học Bắc Kinh. Bà đã trở thành nữ giáo sư đầu tiên tại Đại học Bắc Kinh và nữ giáo sư đầu tiên ở Trung Quốc. Trong thời gian du học, Hành Chiết xuất bản những bài thơ gây được tiếng vang. Ý thơ to nhã mang phong cách đối thoại đã ghi dấu ấn sâu sắc trong nền tảng văn học Trung Quốc, tiêu biểu là bài Kênh Đào và Sông Dương Tử. Hành Chiết rất tích cực ủng hộ phong trào nữ quyền. Bà từng chỉ trích hiện tượng phụ nữ thời đó lấy chồng phải đổi họ nhà chồng. Chiến tranh chống Nhật bùng nổ, bà đến Tứ Xuyên cùng chồng và làm giáo sư tại Đại học Tứ Xuyên. Thời gian này, bà liên tục đăng bài báo trên tạp chí Độc Lập, chỉ trích tình trạng tham nhũng ở Tứ Xuyên, đặc biệt là hiện tượng nữ sinh ganh đua làm vợ lẽ của các nhân vật thượng lưu. Sau khi nước Trung Quốc mới được thành lập, Hành Chiết là thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thành phố Thượng Hải. Năm 1976, ở tuổi 86, bà qua đời vì viêm phổi.